không thuộc dòng cao cấp, quý hiếm như gỗ sưa, gỗ thủy tùng hay một số loại gỗ khác, nhưng gỗ rổi với giá thành rẻ, độ bền tương đối tốt nên đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của rất nhiều khách hàng. Một số khách hàng thì quan tâm về nội thất gỗ rổi nhưng chưa biết về giá trị cũng như đặc tính của loại gỗ này như nào. Thì trong video ngày hôm nay, Đồ Gỗ Tùng 8 xin mời các bác cùng tìm hiểu về loại gỗ này. Cũng như nếu quý vị đang quan tâm về đồ gỗ nội thất thì đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video chia sẻ kiến thức bổ ích và hoàn toàn miễn phí. Về tên gọi, theo thông tin thì cây gỗ rổi Fort Manglayeria Fortiana thuộc họ Ngọc Lan Magnoliaceae là loại cây có giá trị kinh tế lớn, được khai thác ở nhiều bộ phận như là quả, gốc, thân cây, thuộc dòng cây Nam Á nhiệt đới ẩm, phù hợp ở những nơi có vùng núi cao, mưa nhiều. Hiện thì cây rổi đang được trồng ở một số khu vực từ Vịnh Bắc Bộ đến Quảng Ninh, Cao Bằng hay Lạng Sơn. Về đặc điểm của cây gỗ rổi thì thân cây phát triển cao đến khoảng hơn 20m, vỏ ngoài giống nhiều loại cây gỗ khác, có màu nâu xanh, bề mặt vỏ khá nhẵn, cây cao thẳng. Lá cây thì có phiến xoan ngược bầu dục, cuống lá dài, dày và đầu tù. Cánh hoa thì hình bầu dục, đầu hình chùy, nhị to, lá thì noãn rộng, quả sẽ thu hái sớm trước khi bị nứt để phơi khô và có giá trị kinh tế cao. Gỗ rổi thuộc nhóm mấy? Thì gỗ rổi thuộc nhóm 3, thuộc dạng cây gỗ to, có đặc tính nhẹ, độ bền, dẻo dai cao. Cách nhận biết gỗ rổi thì dựa vào đặc điểm của gỗ rổi thì có thể dễ dàng nhận biết so sánh gỗ với các loại gỗ khác trên thị trường. Gỗ rổi thì có đặc điểm gỗ màu vàng, vân gỗ sắc nét, gỗ nhẹ, thớ gỗ mịn đẹp. Trong quá trình sử dụng thì sẽ thấy gỗ rất ít khi bị mối mọt xâm hại do có tinh dầu đặc trưng, độ cong vênh ít. Do đó thì gỗ rổi thường được khai thác sử dụng vào mục đích sản xuất đồ gỗ nội thất là nhiều. Gỗ rổi có mấy loại? Hiện nay thì gỗ rổi được chia làm các loại như sau, gồm có gỗ rổi chun, gỗ rổi đá, gỗ rổi vàng, gỗ rổi xanh, gỗ rổi lăng và gỗ rổi lào. Thực chất các loại gỗ rổi này thì đều có tính chất gỗ như nhau, chỉ khác nhau ở tên gọi do được trồng ở những vùng đất khác nhau nên sẽ có một vài đặc điểm về màu sắc, tên gọi khác nhau. Gỗ rổi loại nào tốt nhất? Nên chọn gỗ rổi vàng, không bị mọt nước, sâu nhậm và bén rác. Hoặc nếu không có rổi của vàng thì gỗ rổi xanh cũng là một sự lựa chọn tốt. Gỗ rổi có tốt không? Nếu nói gỗ rổi không tốt thì cũng không đúng, mà nếu nói gỗ rổi tốt thì cũng chưa chắc. Bởi gỗ tốt hay không thì còn do nhiều yếu tố quyết định. Các bạn chỉ có thể thấy loại gỗ này khi tốt khi mua đúng gỗ rổi lâu năm, có chất lượng vân gỗ đẹp, độ bền cao, thớ gỗ đanh mịn. Khi lựa chọn các sản phẩm được chế tác từ gỗ rổi thì muốn tốt hay không cần đánh giá cẩn thận, kỹ lưỡng từ cách điêu khắc cho đến hình thức, màu sắc sau đi đã qua xử lý như thế nào. Từ đó thì có thể đánh giá chính xác nhất về việc gỗ rổi có tốt hay không. Tuy nhiên theo khảo sát chung của nhiều khách hàng đã sử dụng gỗ rổi thì đây là loại gỗ có giá thành phù hợp với chất lượng, có thể sử dụng cho các sản phẩm nội thất thông dụng như là giường, ghế, tủ. Thu hoạch gỗ rổi sau bao lâu? Sau bao lâu thì gỗ rổi sẽ được khai thác thu hoạch? Thì từ 6 đến 8 năm thì cây gỗ rổi sẽ ra hoa và đem lại lợi nhuận cho người trồng. Giá gỗ rổi bao nhiêu? Hiện nay thì gỗ rổi có giá dao động khoảng từ 22 đến 24 triệu đồng trên 1 mét khối. Tùy vào thị trường gỗ ở mỗi thời điểm thì sẽ có mức giá khác nhau. Ứng dụng của gỗ rổi trong thực tế thì về ưu điểm thì là gỗ rổi chịu được nước, nhiệt, độ bền tương đối, gỗ ít cong vênh, mối mọt và có tinh dầu thơm. Vân gỗ đẹp, sắc nét, thớ gỗ mịn. Giá thành thì ở mức tầm trung, tương đối. Tuy nhiên thì cũng có một vài hạn chế như là có thể rạn nứt, co rút khi khô. Về lợi ích kinh tế thì từ việc tìm hiểu cây gỗ rổi và qua ưu điểm về loại gỗ thì cây gỗ này sẽ thấy được các lợi ích cụ thể như sau. Trong đông y thì cây gỗ rổi không chỉ có thể khai thác về gỗ cho công nghiệp, còn có tác dụng lớn trong các bài thuốc đông y. Ví dụ như là táo bón sử dụng quả rổi, vỏ rễ sắc với nước, ngày uống 2 lần chỉ khoảng 30g. Còn với người già khi ho khan thì có thể dùng quả rổi sắc từ 12 đến 15g uống thay trà hàng ngày. Trong nông sản thì hạt rổi là vị thuốc quý, có rất nhiều tác dụng với các chữa bệnh, tiêu hóa xương cốt. Khi là gia vị ăn kèm với những đồ ăn lạnh như là tiết canh, ốc thì sẽ tránh được rối loạn tiêu hóa hay là tiêu chảy. Hạt rổi thì cũng có tác dụng chữa tiêu hóa và xương cốt, không những rất hiệu quả mà còn dễ ăn, dễ sử dụng. Trong công nghiệp sản xuất nội thất, các sản phẩm nội thất gỗ rổi hiện nay thì rất nhiều, đa dạng về chủng loại như sau: bàn ghế, giường tủ, kệ tivi với đa dạng các loại mẫu mã và kiểu dáng. Qua những kiến thức chúng tôi chia sẻ trên về gỗ rổi thì có lẽ bạn đã am hiểu thêm phần nào về loại gỗ này để có thể cân nhắc có thể sử dụng nội thất gỗ rổi không. Nếu thấy hữu ích thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức về nội thất gỗ tự nhiên. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip khác.